Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. 10 việc làm âm thầm tiêu hao âm đức khiến phúc lộc cạn kiệt. Kính thưa quý vị và các bạn, người xưa có dạy rằng đức là ngọn nguồn của hết thảy phúc báo, bởi vậy mới có câu nói có đức mặc sức mà ăn, với ý nghĩa rằng phải tu nhân tích đức sau mới nghĩ đến chuyện tìm sự giàu sang phú quý. Một chữ đức không ngờ lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa, thiên cơ to lớn như vậy. Đó là những thông điệp mà người xưa muốn truyền lại cho nhân loại, đặc biệt là cho con người ngày nay khi mà càng ngày càng rời xa đạo, cận kề mối nguy hiểm. Âm đức không tự nhiên mà có, cần phải trải qua quá trình tích lũy và bồi đắp. Tiếc rằng không ít người ngày ngày vẫn phạm phải những hành vi tiêu hao âm đức, khiến cho vận mệnh sa sút, hao tiền tốn tài, làm hại chính mình mà không hề hay biết. Ngày hôm nay xin mời mọi người chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về 10 việc làm âm thầm tiêu hao âm đức khiến cho phúc lộc mỗi người càng ngày càng bị cạn kiệt nhé. Âm đức là tinh hoa của văn hóa truyền thống, là thể hiện tâm hướng thiện, kính sợ thần linh, tin vào thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo. Sống trên đời này nên làm điều thiện tích đức, điều này không chỉ tạo phúc cho gia đình, cho bản thân mà còn tích đức cho con cháu đời sau. Muốn tích được âm đức thì phải có lòng nhân ái, làm nhiều việc thiện. Thiện ác đều nằm trong ý nghĩ. Người làm điều thiện lâu ngày mà phạm một sai lầm nhỏ thì vẫn mang tiếng xấu suốt đời. Vì vậy, muốn tích được âm đức thì nên một đời hành thiện, không bao giờ được làm điều ác. Đồng thời cũng cần phải nhớ rằng tích âm đức là hành thiện một cách âm thầm, lặng lẽ, không khoa trương, nên nói ít làm nhiều. Tích âm đức không khó nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản. Người xưa dạy rằng lập công danh chẳng bằng tích âm đức, có nghĩa là dựng lập tiếng thơm, theo đuổi địa vị cao sang chẳng bằng bồi đắp âm đức cho bản thân, bởi đức là ngọn nguồn của hết thảy phúc báo. Âm đức vốn không tự nhiên mà có, nó cần phải trải qua quá trình tích lũy, bồi dưỡng. Thế nên bên cạnh việc tìm cách tích đức, điều quan trọng không kém là tránh xa những việc làm khiến cho phúc đức con người bị hao tổn. Âm đức trong dân gian còn gọi là âm chất. Trong cuốn sách Khuyến Thiện, Văn Sướng Đế Quân Âm Chất Văn có nói rằng dẫu chúng ta làm việc tốt hay việc xấu thì đều có báo ứng với bản thân và người nhà mình. Đó chính là gần thì ứng với thân, xa ứng với con cháu. Chúng ta đừng sợ làm việc tốt sẽ phải chịu thiệt thòi. Hành thiện sẽ tích đức. Cái đức ấy vĩnh viễn là của bạn, người khác không thể trộm được, không thể cướp được. Tự mình tu đức thì tự mình được phúc báo, bởi vì đức là một loại năng lượng. Tuy đức không nhìn thấy, không sờ được, nhưng không lúc nào và không nơi nào là không tồn tại. Dương đức sẽ không lâu dài, đa số tùy theo việc tốt mà nhận lại phúc báo ngay trong đời. Còn âm đức sẽ tích được lâu, hơn nữa càng tích càng lớn, càng tích càng dày, còn có thể để lại phúc trạch cho con cháu. Do đó, việc làm thiện thì nên tự xuất phát trong đáy lòng, không nên truy cầu để người khác biết. Người xưa rất coi trọng âm đức, cho rằng âm đức mới là chân quý, còn dương đức chỉ là một chút hư danh, không có giá trị thực tế đối với sinh mệnh. Sống ở trong đời cần có một tấm lòng, và tấm lòng chỉ để gió cuốn đi mà thôi, đó chính là âm đức. Theo như Phật giáo, 10 việc làm dưới đây được coi là hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày, khiến cho phúc đức rời xa bạn. Một khi phước báo cạn kiệt, cuộc đời của bạn sẽ ngập đầy tai họa, sa sút, làm gì cũng khó thành, tài lộc sức khỏe tổn hao rất nghiêm trọng. Do đó, chúng ta nhất định phải tránh xa 10 hành vi này nếu không muốn gặp phải những tai họa. Thứ nhất, lòng dạ hẹp hòi. Đạo Phật có dạy rằng, lòng dạ lớn bao nhiêu thì phúc đức lớn bấy nhiêu. Tâm địa của một người càng bao dung rộng mở thì nhận về càng nhiều điều tốt đẹp của thế gian. Nếu tâm địa hẹp hòi, làm việc gì cũng luôn ích kỷ, chỉ nghĩ cách tư lợi cho bản thân, so đo tính toán chi li, thì phúc báo dần dần tiêu hao hết. Những người như vậy càng sống sẽ càng chìm sâu trong đau khổ, mãi không thể thoát khỏi bể khổ. Bởi lòng dạ hẹp hòi chính là nguyên nhân của mọi phiền não trên đời này.
Vốn dĩ tâm tính của con người luôn thay đổi theo từng hoàn cảnh. Gặp chuyện vừa ý, ta vui vẻ, hứng thú, cười nói thoải mái. Gặp việc trắc trở, lòng ta nổi gió, nổi sóng, đánh mất bình tĩnh. Nhẹ thì giữ trong tâm, nặng thì giải tỏa bằng lời nói, hành động, sẵn sàng làm tổn thương người bên cạnh. Mà người nghe được, không phải ai cũng biết nhường nhịn ta. Gặp kẻ tiểu nhân, lòng ra hẹp hòi thì ắt sẽ ghi hận, tìm cách gây khó dễ, cản trở ta hết việc này đến việc khác. Như vậy chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Kỳ thực trong cõi hồng trần này, những việc không được như ý chiếm đến 8-9 phần. Nếu như chỉ gặp phải một chút khó khăn trở ngại mà cảm thấy chán ghét mọi người, oán hận người khác thì chính là lòng dạ của chúng ta quá hẹp hòi, tâm lượng của chúng ta quá nhỏ. Một người nếu như có thể mở rộng tấm lòng của mình thì tâm linh mới có thể thăng hoa. Nếu có thể bao dung hết thảy, tiếp nhận hết thảy, chỉ có người như vậy mới có thể thực sự sống nhàn tàn, dẹp bỏ mọi phiền não, làm được từ bi thực sự và đạt được trí tuệ chân chính. Tâm lượng, lòng dạ càng rộng mở thì phiền não càng nhẹ. Tâm lượng càng nhỏ, lòng dạ càng hẹp hòi thì phiền não càng nặng. Người có lòng dạ hẹp hòi thông thường sẽ không được bao dung, không yêu thương nổi và cũng không thể tiếp nhận được khuyết điểm của người khác. Những người như vậy nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, bỏ qua rất nhiều giá trị tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng. Mọi sự trong thế gian quả thực khó có thể vừa lòng đẹp ý tất cả mọi người. Bởi vậy không cần phải lúc nào cũng tính toán so đo. Thay vào đó, khi gặp sự tình không thuận, chúng ta phải nhìn được mặt thuận, mặt tốt của nó. Thế gian này có được thì có mất, có mất rồi thì sẽ có cái khác. Cho nên chớ có tức giận, càng không cần tranh giành, đấu đá nhau làm chi cho mất công. Người ta chỉ có thể phóng đại được tâm lượng của mình khi biết nhẫn nại, kiềm chế. Trong cuộc sống, hết thảy mọi việc phát sinh đều có hai mặt, chính và phản. Những khó khăn, ngăn trở tạm thời sẽ là bậc thang cho những người thành công trong tương lai. Những cực khổ của ngày hôm nay nhất định có thể trở thành huy hoàng sau này. Một người nếu muốn đạt được thành công thực sự trong cuộc đời, nhất định phải nhẫn nhịn chịu khổ, mở rộng tấm lòng. Người có tâm lượng lớn, tấm lòng rộng mở, ắt là người tài năng, đức độ và nhận về phúc báo sâu dày, được người người xem trọng. Ngược lại, người lòng dạ hẹp hòi, luôn toàn tính chi li, từ tí một sẽ khiến cho âm đức càng ngày càng bị hao tổn, cuộc đời thêm gập ghềnh trắc trở, đó là điều tất yếu. Số 2. Thường xuyên nóng giận. Sự nóng giận của con người càng nhiều thì phước báo càng nhanh mất đi. Giáo lý nhà Phật có câu, nhất niệm sân tâm khởi, hỏa thiêu công đức lâm. Có nghĩa là, một niệm sâm tân sinh ra, đốt rụi cả rừng công đức. Ở đây, sân có nghĩa là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thu hận khi không vừa lòng, không được thỏa ý muốn, bất bình vì xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái. Đây cũng chính là một trong tam độc tham sân si khiến chúng sinh tạo nghiệp bất thiện để rồi trôi nổi mãi trong luân hồi sinh tử. Phật có dạy rằng, nóng giận là hành vi tổn hao âm đức rất nặng. Một khi tâm sân hận, tức giận nổi lên mà ta không thể tự kiềm chế, không tự khắc phục, thì dù đời trước, đời này đã tích lũy bao nhiêu công đức, làm bao nhiêu việc thiện, chăm chỉ tụng kinh bái Phật ra sao cũng sẽ thành vô ích. Khi đó, trăm ngàn chuyện khó khăn, đau khổ, chướng ngại sẽ tiếp nối ngay theo sau. Theo Đạo Phật, sự nóng giận là một loại cảm xúc tiêu cực và nó thường dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối cho bản thân và cho những người có liên quan. Nóng giận chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ xã hội, khiến cho những người vốn dĩ thân quen trở thành kẻ thù của nhau, thậm chí trở thành những người không đội trời chung. Giận chẳng những làm cho chúng ta đau khổ trong đời này mà còn trong đời sau nữa. Nó che lấp tâm trí của chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào thấy được sự thật của mọi sự việc một cách đúng đắn, không thể nào đạt được giải thoát, không thể nào đạt được niềm hạnh phúc đích thực. Mỗi khi người ta nổi giận thì thường không kiểm soát được những ý nghĩ, hành động, lời nói của mình. Vì thế mà trong lúc tức giận, người ta thường có những hành động bộc phát, những lời nói khiếm nhã gây ra nhiều tai hại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đôi khi những hậu quả gây ra trong lúc tức giận ấy làm cho người ta phải ân hận, đau khổ, dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại. Cho nên nếu muốn tích âm đức, nhất định phải xóa tan cơn nóng giận trong lòng. Thứ ba, bất hiếu với cha mẹ.
Bất hiếu với cha mẹ cũng là một trong những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày mà chúng ta phải tuyệt đối tránh phạm phải. Theo lời Phật dạy, cha mẹ là phúc đức lớn nhất của chúng ta trên đời này. Hiếu thảo với đấng sinh thành có thể nhận được phúc báo vô cùng to lớn, còn bất hiếu với cha mẹ sẽ làm suy giảm âm đức trầm trọng. Cổ ngữ có câu, bách thiện hiếu vi tiên. Trong 100.000 cái thiện thì hiếu kính với cha mẹ là đứng hàng đầu. Hành thiện tích đức, trước hết phải hiếu kính với cha mẹ. Hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của con người. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân mình. Con người dù sinh ra trong hoàn cảnh bần cùng hay trong gia đình giàu có, nếu có tấm lòng tôn kính, hiếu nghĩa với cha mẹ, người lớn tuổi thì như tích phúc báo cho mình. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết cách làm sao để tích âm đức, tạo phúc cho con cháu. Người hiếu thảo có thể làm tấm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình, để con cái cũng sẽ trở thành những người hiếu thảo. Nền nếp gia phong tốt được truyền từ đời này sang đời khác, lòng hiếu thảo làm ấm lòng con người. Từ đó, phúc đức sẽ tích lũy từ đời này lưu truyền cho các con cháu đời sau. Con cháu sẽ được hưởng no ấm, sung túc. Một người ngỗ ngược với cha mẹ thì đó chính là bất hiếu, chắc chắn sẽ tổn hao phúc đức của bản thân, khiến sự nghiệp sa sút, gia đình không hòa thuận, làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn phiền toái. Bởi bất hiếu chính là nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp lớn nhất. Số 4. Phạm tội tà dâm ngoại tình. Người xưa có câu vạn ác dâm vi thủ, có nghĩa là trong vạn cái ác thì tà dâm đứng đầu. Chính vì thế mà tội nghiệp của nó để lại cũng không nhẹ chút nào. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật là to như núi. Một người có mệnh phú quý, nhưng một khi mắc phải tội tà dâm thì có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người có mệnh được hưởng phúc thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm thì có thể bệnh tật triền miên. Trong kinh có viết, tập cận dục thời, vô ác bất tạo, thọ bỉ quả thời, vô khổ bất thọ. Câu này có nghĩa là, trong khi gần ái dục, không tội ác nào không tạo tác, đến khi thọ quả báo của ái dục, không thống khổ nào chẳng lãnh thọ. Con người ta chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sỉ, đi ngược với luân thường đạo lý, các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Bên cạnh tội tà dâm, ngoại tình cũng sẽ làm tiêu hao âm đức nghiêm trọng. Ngoại tình là nguyên nhân của mọi tệ nạn. Những người thường xuyên ngoại tình sẽ gặp rắc rối, bệnh tật, hôn nhân và gia đình sẽ tàn nát. Những tai họa này là hậu quả xấu của việc ngoại tình. Cổ nhân cho rằng, hết phạm tội tà dâm hay ngoại tình đã tạo nghiệp chồng chất, từ đó mà tổn hao phúc báo, con đường nhân sinh cũng vì vậy mà gặp nhiều trắc trở. Nếu muốn tích âm đức cho bản thân và con cháu đời sau, chúng ta phải tránh xa chuyện ngoại tình. Số 5. Ăn trộm, ăn cắp. Kinh Phật có nói, trộm cắp sẽ gặp hai quả báo, một là nghèo khó, hai là có tiền mà không được hưởng. Trộm cắp vốn là khái niệm rất rộng, chỉ cần chúng ta chiếm hữu những thứ không thuộc của mình thì đều được xem là hành vi trộm cắp. Phật có dạy rằng, trộm cắp là nghiệp cần phải tránh xa, nếu tâm trộm cắp sẽ gánh phải nghiệp khôn lường. Hành vi này không chỉ khiến cho cuộc đời mất đi phúc đức, gia sản tiêu tán, mà đời con cháu cũng sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Quả báo của tội trộm cướp, nặng thì nghèo cùng vô số kiếp, hoặc làm thân xúc vật để trả ơn cho người. Nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn sóng thần, động đất phá hủy. Tham lam muốn chiếm lấy của người làm của riêng mình là do thói quen lười biếng, làm ít mà muốn hưởng thụ nhiều, là nguyên nhân dẫn đến nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao nhiêu người đau khổ vì bị mất của cải, lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát. Làm người hãy biết sống trong sạch, liêm chính để tạo phúc đức cho đời sau, bởi trộm cắp chỉ khiến cho âm đức tổn hao nghiêm trọng, cuộc đời đi đến kết cục nghèo khó, thảm hại. Ngược lại, một người thường xuyên bố thí sẽ tích được âm đức sâu dày, chiêu tới toàn là quả thiện, phú quý và bình an. Số 6. Sát sinh và hại người.
Trong hết thảy tội nghiệp thì sát sinh là một trong những hành vi tiêu hao âm đức lớn nhất, mà nặng nhất chính là sát hại người, giết các động vật thông thường cũng sẽ tạo tội nghiệp. Trong Phật giáo có 5 giới cơ bản, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Trong đó sát sinh là giới cấm đứng đầu. Sinh mệnh nào cũng đều mong muốn được sống và sợ cái chết. Nếu một người bởi vì tư dục mà tạo nghiệp sát sinh, giết hại chúng sinh thì không chỉ khiến cho bản thân mất dần tâm từ bi, lòng nhân ái, còn làm tổn hao âm đức của bản thân mình. Chúng ta có thể mua thịt ăn, nhưng giết chết các sinh vật còn sống làm thức ăn sẽ tổn hao phúc thọ. Người thi thoảng sát sinh, cơ thể thường xuyên ốm, nhiều bệnh tật, tuổi thọ ngắn, cuộc sống bần cùng, tướng mạo xấu xí, oán khí rất nặng. Trên đời này, mỗi sinh mệnh đều có nhân duyên riêng. Người thường xuyên sát sinh chắc chắn sẽ đánh mất đi nhân duyên kỳ ngộ trong cuộc sống. Lúc đó, bao nhiêu tài lộc phú quý cũng sẽ rời đi. Đạo Phật cho rằng, trong tất cả các tội lỗi, tội hại người là nặng nhất. Hại người sẽ mang lại hai hậu quả xấu. Thứ nhất, phúc thọ ngắn ngủi. Thứ hai, nhiều bệnh tật. Đời người, ai rồi cũng khó tránh khỏi việc va chạm hay làm tổn thương người này, người kia. Có đôi khi, việc làm hại người khác là việc vô ý, nhưng cũng có khi là tâm tính không tốt mà cố ý làm như vậy. Thế nhưng, xét đúng nghĩa về phúc đức, theo nhân quả báo ứng thì có một số người bạn nhất định không được làm hại họ, và muốn tích âm đức thì việc đầu tiên cần làm là không hại người khác. Người dùng tài năng làm việc thiện sẽ tích được đại phúc đức, phú quý muôn đời. Thế nhưng nếu dùng nó làm việc xấu, từ đó tổn hại âm đức, mệnh đoàn mà gia tộc cũng có thể tiêu vong. Cho nên có người đã so sánh cây bút của văn nhân và y thuật của thầy thuốc. Thiện thì dùng nó để cứu người, ác thì có thể giết người, mà giết người thì phải đền mạng. Đây là thiên lý. Cho nên những người mệnh yểu là có liên quan đến những việc xấu đã làm trong quá khứ. Số 7. Gieo khẩu nghiệp ác ngữ. Nói chuyện ta phải chọn lời hay ý đẹp, nói những lời tốt đẹp mới mong có phúc báo. Còn thường xuyên nói những lời độc ác, giận dữ, nạt nộ, coi khinh người khác, tức là đang tự làm tổn hao âm đức của mình. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân khẩu ý của mỗi người. Thân có 3 điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có 3 điều là tham, sân, si, nhưng khẩu lại có 4 điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm 4 điều ác trong 10 điều ác. Từ đó chúng ta đủ thấy rằng lời nói tạo ác nghiệp nhiều như thế nào. Cho nên chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp, ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý khẩu nghiệp. Giáo lý nhà Phật dạy rằng, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn tạo ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới có thể lành lặn được. Người xưa cho rằng nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời, đất và con người, chiêu mời tai họa giáng xuống. Một câu nói thiện ấm 3 đông, lời ác lạnh người 6 tháng ròng. Những lời nói châm chọc, nói móc, chế nhạo, phỉ báng, vũ nhục người khác tựa như một nhát dao đâm vào tâm can người nghe, mang đến tổn thương không gì vãn hồi được, đồng thời cũng làm tổn hại âm đức của bản thân. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói ác ngữ gây ra khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu nói, uốn lên 7 lần trước khi nói hay họa từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có khẩu nghiệp nhiều hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người là điều rất quan trọng. Số 8. Tham lam vô độ. Nếu một người quá tham lam mà không biết đủ, không biết hài lòng với những gì mà mình đang có, cũng sẽ làm hao mòn âm đức. Phật có dạy rằng, cội nguồn của mọi đau khổ trên đời đều từ 3 việc mà ra, đó là tham, sân và si. Trong đó, tham đứng hàng đầu là cội rễ của mọi tai họa. Tuy nhiên, phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham. Từ chữ tham mới nổi lên chữ sân hận, mới khiến con người ta si mê u tối, từ đó gây nên ác nghiệp. Thế nhưng, tham lam không phải là bản chất của con người. Nhân chi sơ, tính bản thiện.
con người sinh ra thuần khiết như tờ giấy trắng, trái tim thuần hậu và thiện lương, lòng tham lớn dần theo năm tháng qua những bể dâu mà mỗi người gặp phải. Người không biết tiết chế lòng tham thì lòng tham cứ thế lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Phật còn nói rằng lòng tham càng lớn, phúc đức lại càng tiêu tán, bởi tham lam thường đi liền với cái ác. Người tham muốn đoạt được thứ mình muốn lại sinh làm điều ác để thỏa mãn cho mình. Thực tế, sự giàu có không đến từ việc tham lam vơ vét mọi thứ xung quanh mình hay keo kiệt bo bo giữ của không muốn cho ai. Ngược lại, keo kiệt và tham lam còn khiến cho cái nghèo, cái khó cứ mãi đeo đuổi chúng ta. Không làm việc thiện thì phúc báo khó mà có được. Không biết thông cảm, giúp đỡ cho mọi người thì nhân duyên cũng theo đó mà sa sút. Chẳng những không thành công trong sự nghiệp mà còn khó có được hạnh phúc trong đời. Chẳng có tiền bạc nào là vĩnh cửu, người chết đi cũng chẳng thể mang theo bạc tiền. Tuy lòng tham khi được thỏa mãn có thể mang lại sự vui vẻ, sung sướng nhất thời, nhưng xét kỹ về hậu vận thì những người có tính xấu trên khó có được sự phúc lành. Số 9. Không tin vào nhân quả. Khi nói đến luật nhân quả, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khái niệm mê tín. Cũng có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ không có thật của Phật giáo. Với những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều viển vông. Nhân quả ở đây có nghĩa là nghiệp nhân và quả báo. Nhân tức là nguyên nhân hay nhân duyên, quả tức là kết quả hay là quả báo. Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hồi ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Có nghĩa là những việc ta làm dù trải qua trăm ngàn kiếp thì cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên, cái quả ta sẽ tự nhận lấy. Trong kinh Niết Bàn cũng có dạy, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả tuần hoàn bất thất. Câu này có nghĩa rằng quả báo lành giữ như hình với bóng, nhân quả trong ba đời xoay vần không mất. Cách chúng ta đối xử với thế giới này ra sao, thế giới cũng sẽ hồi đáp bạn tương tự. Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác. Vũ trụ vạn vật cũng không phải tuần hành, biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lý mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà đó là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm, lặng lẽ nhưng luôn chính xác, đúng đắn, hiệu quả vô cùng. Khi con người ta không tin nhân quả, không tin tội phước, không tin có đời sống kế tiếp thì họ sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn. Không có điều gì ràng buộc hành vi của bản thân, việc gì cũng dám làm thì rất dễ tạo ra nghiệp xấu. Đừng nghĩ rằng những việc mình làm không có ai chứng kiến thì thần không biết quỷ không hay. Thực ra mỗi việc thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn. Mỗi việc ác bạn đang làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn sẽ phải gánh vác trong tương lai. Nhân quả không trừ một ai, chẳng người nào có thể tránh được nhân quả báo ứng. Mỗi hành động của con người cuối cùng đều sẽ gieo nhân gặp quả. Tin nhân quả làm cho chúng ta an tâm. Sự hợp lý, trật tự, ý nghĩa của xã hội là do mỗi người nhận thức và sống theo nhân quả. Mọi lộn xộn, thậm chí hỗn loạn của đời sống một cá nhân hay của xã hội là do thiếu nhận thức về nhân quả và không tin, không sống theo nhân quả. Số 10. Tổn hại đến sức khỏe. Những hành vi làm tổn hại đến sức khỏe của bạn cũng sẽ làm suy giảm âm đức của bạn. Sức khỏe thể chất mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người từ khi sinh ra chính là phúc đức lớn nhất trên đời. Nếu không biết quý trọng thân thể, thường xuyên làm tổn hại thân thể, thường xuyên ăn ngủ không đúng giờ, sinh hoạt bừa bãi, âm đức của bạn sẽ dần tiêu hao mài mòn. Cơ thể đổ bệnh cho thấy phúc báo hao tổn quá nhiều. Muốn tích thêm phúc khí, phải học cách nâng niu thân thể, ăn ngủ, vận động thường xuyên hơn. Đây cũng là một cách để tích lũy phước lành cho bản thân. Con người sinh ra như một tờ giấy trắng, sống thiện thì thành người thiện, sống ác thì thành người ác. Bởi vậy, Phật dạy rằng phải tu tâm hàng ngày, hàng giờ để sửa mình, cố gắng trở thành người thiện, tu được nghiệp lành. Người ta đấu đá, tranh giành, so bì, tị lạnh lẫn nhau, rốt cuộc là vì thứ gì? Bởi đời người ngắn lắm, mấy chục năm tưởng dài mà trôi nhanh như cái chớp mắt. Về với cát bụi rồi, thứ mang theo chỉ có tội hoặc phúc.
cho nên nhất định phải tìm cách tích đức hành thiện mỗi ngày, đặc biệt là tránh xa những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày như trên. Hãy là một người sống chan hòa, không hại người và luôn giúp đỡ người khác. Các bạn đã được lắng nghe video 10 việc làm âm thầm tiêu hao âm đức khiến cho phúc lộc cạn kiệt của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!